Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện. Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục up tập tiếp theo, tập số 189 của bộ truyện Kiếm Lai để phục vụ mọi người. Tập này cũng là tập up lại và đã được chỉnh sửa. Thì hy vọng mọi người hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, để lại thật nhiều những là comment cảm xúc, chúng ta tương tác với nhau về tình tiết bộ truyện. Bộ truyện này thì có rất nhiều những cái tình tiết mà nó ẩn, mà qua nhiều tập truyện thì chúng ta mới có thể đúc kết và rút ra được. Thì hy vọng mọi người hãy chịu khó, chúng ta trao đổi với nhau nhé. Thứ nhất là giúp kênh nó có đẩy tương tác, và thứ hai là chúng ta hiểu hơn về cái bộ truyện này. Và đừng quên là chia sẻ rộng rãi các video giúp Phong nhé. Ok, bây giờ thì mời các bạn đến với 189 Kiếm Lai. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 189 Kiếm Lai. Trình Đại Phong không tự chủ được nghĩ tới một ít cảnh tượng chỗ sâu xa, có chút đã gần gũi tận mắt nhìn thấy, có chút tạm thời còn cách hơi xa. Hắn từ thấy hơi chán nản, quyết định chấm dứt cuộc đối thoại nhạt nhẽo không bằng một bàn đồ ăn mùi vị mặn mà này, nói: năm văn tiền thiếu của ngươi, trước khi ngươi ngồi lên quế hoa đào, ta nhất định trả lại cho ngươi, khẳng định công đạo. Lần này ta phá cảnh cũng sẽ nhất định tính tiền với ngươi. Nếu lão nhân không nói rõ chuyện hộ đạo nhân, ta lại không cảm thấy mình là hộ đạo nhân của ngươi, ta đây coi như là không có việc này. Ít nhất với Trần Bình An ngươi là như thế. Trần Bình An không ý kiến, gật đầu đáp ứng. Trịnh Đại Phong cầm lấy ống điếu cũ, bắt đầu nuốt mây phun sương, hút thuốc lá rời lâu ngày, thói quen thành tự nhiên, cảm thấy không tệ chút nào. Khó trách lão nhân thích món này. Trịnh Đại Phong ánh mắt hoảng hốt. Lúc trước phá vỡ biển mây, Trịnh Đại Phong thiếu chút nữa là muốn làm một chuyện vĩ đại trong vòng một ngày, phá cả hai cảnh. Sau đó Trịnh Đại Phong thấy được một màn phong cảnh ở phía trên biển mây, khiến cho hắn đánh mất ý niệm trong đầu. Vũ phù thuần túy giữa cửu thập, phải đụng vào thiên môn, tất nhiên có thể thấy được thiên môn. Điều này không kỳ quái, nhưng mà Trịnh Đại Phong rất tin, không chút nghi ngờ. Thiên môn mình nhìn thấy, cũng bất cứ một vị võ đạo tiền bối nào đã tễ thân mười cảnh, tuyệt không giống nhau. Thiên môn đó xác thực đã xuất hiện, nhưng mà không chỉ có thiên môn mà thôi. Trịnh Đại Phong thấy được phía trên một cây thông thiên đại trụ của thiên môn có một thần tướng khuôn mặt mơ hồ, mặc một bộ khải giáp trang nghiêm, nhìn như là sương tuyết. Thần tướng bị một cây kiếm đóng đinh ở ngay một cột thiên môn, máu màu vàng óng ánh loang khắp trụ trời. Trịnh Đại Phong lúc ấy ngửa đầu nhìn thi thể thê thảm kia, có một khoảnh khắc thi thể thần tướng giống như là sống lại, đang chăm chú nhìn trực diện Trịnh Đại Phong hắn. Môi thần tướng khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói một chữ: đi. Trong khoảnh khắc kia, Trịnh Đại Phong thiếu chút nữa muốn rụng rời tim gan, hồn phi phách tán, càng thiếu chút nữa trở thành kẻ đáng thương mới phá cảnh, đã ngã cảnh. Lúc ấy phù huệ xuất hiện, giúp Trịnh Đại Phong dãy thoát trói buộc này. Mà giờ phút này câu hỏi của Trần Bình An đã cắt đứt suy nghĩ của Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong, tam cảnh của ta là bị người một quyền đánh ra mà có được. Phạm Nhị nếu trụ cột tam cảnh đánh cho không được tốt lắm, vì sao ngươi không giúp hắn? Trịnh Đại Phong nhìn chằm chằm người trước mắt kia, cười ra tiếng: ngươi cảm thấy trụ cột tam cảnh của Phạm Nhị không được tốt lắm sao? Trần Bình An nhíu mày nói: chẳng lẽ là rất không tốt? Trịnh Đại Phong thiếu chút nữa bị sặc hơi thuốc lá mà chết, cười to nói: không tốt cái rắm, không đề cập tới Trịnh Đại Phong ta, sư huynh Lý Nhị đương nhiên còn có viên vương Tống Trường Kính kìa. Dựa theo bình thường tiêu chuẩn của Vũ Phu Bảo Bình Châu mà nói, Phạm Nhị trụ cột từ nhất cảnh đến tam cảnh, đánh như vậy đã đủ tốt rồi. Hơn nữa Phạm Nhị bản thân chính là thiên tài võ đạo, tiểu tử ngươi thế mà nói không được tốt lắm ư? Vũ Phu thuần túy Bảo Bình Châu đều có thể lấy khối đậu hũ đâm chết mình cũng bỏ đi, bằng không dùng đai lưng đàn bà thắt cổ tự sát cũng được. Trần Bình An nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy người kia đang trốn tránh trách nhiệm.
suốt một ngày muốn cợt nhà cùng các cô gái trong hiệu thuốc bắc, không muốn tốn nhiều tâm tư ở trên người của Phạm Nhị. Trịnh Đại Phong cười tủm tỉm nói: hôm nay còn phải cộng thêm một người là ngươi nữa. Nếu như ta nhớ không lầm, trụ cột tam cảnh của Lý Nhị lúc trước khả năng so với ngươi còn kém hơn một chút nữa. Nhưng mà ngươi cũng đừng có vui vẻ quá sớm, ngươi chỉ là tam cảnh xuất sắc mà thôi. Trụ cột cửu cảnh của Lý Nhị có thể nói là thế gian mạnh nhất, bát cảnh của ta cũng không sai biệt lắm. Kỳ quái, ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể sử dụng nắm tay đánh người thành một tam cảnh? Không thể nào Lý Nhị được lão nhân gọi trở về đi châu động thiên tận tay dạy cho ngươi. Trần Bình An lắc đầu nói: là người khác. Trịnh Đại Phong lần này tò mò thực sự, không hút thuốc lá rời nữa. Đến cùng người nọ rèn luyện thể phách thần hồn như thế nào? Trần Bình An sắc mặt khẽ biến, chỉ cần hồi tưởng một chút cảnh ngộ ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, hắn liền cảm thấy phiền lòng. Trịnh Đại Phong cười nói: nói đại đi, ngươi chỉ cần nói sơ qua đại khái. Ngoài toàn bộ mua bán trước đó ra, ta sẽ đưa cho ngươi một quyển võ đạo kiếm phổ nhập môn, nhưng mà được xem là tốt nhất. Do lúc trước lão nhân lấy từ chỗ một vị âm thần sinh tiền là kiếm tu, ta cùng với Lý Nhị còn có Lý Liễu ba người đều đọc qua rồi, chỉ là đối với ta không có ý nghĩa nhất. Lão nhân chủ yếu là vì Lý Liễu, đối với Trần Bình An ngươi chưa chắc đã vô dụng đâu. Trần Bình An nghĩ nghĩ nói: rèn luyện thể phách thần hồn không khác mấy so với giã như gạo nếp làm bánh, tin hay không tùy ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà phía sau ta còn phải làm một chút chuyện. Nói tới đây, hai ngón tay Trần Bình An kẹp lại với nhau, chỉ hướng cánh tay mình, sau đó tự mình lột ra, rút gần, một tấc từ từ làm. Cũng không được chớp mắt, không được lột hết ra, cũng không cần rút đoạn gần ra. Mỗi lần đều có người nói cho ta biết khi nào thì có thể chấm dứt. Sau đó sẽ cho người khiêng thùng nước thuốc ngâm người đến, vết thương sẽ nhanh chóng liền lại. Trịnh Đại Phong hỏi: tổng cộng mấy lần? Một hai lần hay là ba bốn lần? Trần Bình An nhếch miệng cười: mỗi ngày đều phải làm, hai bàn tay đếm không có hết. Trịnh Đại Phong đầu tiên là vẻ mặt không thể tưởng tượng, sau đó ôm bụng cười to: hay lắm hay lắm, bắt tiểu tử ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, lão tử mới nghĩ tới thôi đã thấy vui vẻ không thôi. Bộ kiếm phổ kia hồi sau ta sẽ sửa sang lại cho tốt, cam đoan không động tay chân gì, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tặng cho ngươi là được. Trần Bình An liếc mắt xem thường, người này quá nhàm chán. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nếu như không nhàm chán sao có thể mở một hiệu thuốc bắc mỗi ngày, không kiếm được tiền mà còn phải bù tiền chứ. Trịnh Đại Phong nở nụ cười nửa ngày, thật vất vả mới ngừng lại tiếng cười. Tiền thiên trụ cột của Phạm Nhị không hề kém so với ngươi, nhưng mà về tâm cảnh đến cùng là thiếu gia nhà giàu, ít được mài dũa, cho nên võ đạo căn bản thể phách thần hồn nhất thể nói không dễ nghe cho lắm. So với chúng ta vẫn đang thuộc lại miệng cọp gan thỏ, không chịu đựng nổi những đớn đau gian khổ như ngươi, nếu không sẽ vỡ vụn. Hai ngón tay Trịnh Đại Phong khép lấy chén rượu trên bàn, nháy mắt hóa thành một mịn. Trịnh Đại Phong lạnh nhạt nói: võ đạo quan trọng hơn hay là mạng quan trọng hơn? Trần Bình An bắt đầu đứng dậy thu dọn chén đũa. Trịnh Đại Phong tâm trạng trở nên nặng nề hơn, bởi vì đột nhiên hắn phát hiện lúc trước chuyện sứ bản mạng của Trần Bình An bị đánh nát, nước rất sâu, so với trong tưởng tượng còn sâu không thấy đáy hơn nữa. Không biết vì sao, nhìn thiếu niên thành thạo xếp dọn chén đĩa, Trịnh Đại Phong có phần tội nghiệp hắn. Trần Bình An, trừ cái họ không có gì để nói, cái tên này giống đặt ngược vậy. Trịnh Đại Phong thuận miệng hỏi: Trần Bình An, vẻ ngoài của ngươi giống ai? Là giống cha hay là giống mẹ? Trần Bình An thốt ra: nghe mấy người hàng xóm nói ta giống mẹ hơn. Sau đó Trần Bình An liếc mắt nhìn Trịnh Đại Phong: dù có giống ai thì vẻ ngoài vẫn đoan chính hơn so với ngươi. Trịnh Đại Phong tức giận nói: mau cút đi, thu dọn đồ đạc của ngươi rồi cút đi. Đối với tiểu tử này, lão tử quả nhiên là không nên có lòng trắc ẩn. Phía trước tại Đăng Long Đài, bên bờ Đông Hải Lão Long Thành kia, thành chủ Phù Huệ đi hướng biển mây điều tra dị tượng. Đi thật lâu chưa về, vị kim đan cảnh cung phụng ở bờ biển kết mao tu hành kia rời khỏi chỗ tu đạo,
đi tới bên cạnh thiếu chủ thành Phù Nam Hoa. Phù Nam Hoa lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Theo tầm mắt lão nhân, nhìn thấy một vị nam tử hoành kiếm phía xa xa chậm rãi đi tới. Nhìn khí thái nhàn nhã thanh thản, cũng chỉ như là một vị người ngoại hương du lãm đến tận đây. Phù Nam Hoa nhìn không ra đối phương sâu cạn, nhẹ giọng hỏi: người này tu vi rất cao sao? Kim đàn lão già có thể một mình một người giúp Phù gia tọa trấn Đăng Long này, chiến lực tương đương không tầm thường. Hai kiện pháp bảo công thủ gồm nhiều mặt, ở cả tòa Lão Long Thành đều là cường giả cầm cờ đi trước. Lão nhân giờ phút này thần sắc trên mặt tuyệt đối không hề thoải mái, trầm giọng nói: có lẽ là cực cao. Phù Nam Hoa có chút chấn động, lời này nói ra rất đáng để lưu tâm. Vấn đề không ở hai chữ cực cao, mà là ở cụm từ có lẽ là. Điều này có nghĩa là một vị đại lão kim đan cảnh cũng nhìn không ra thực lực chân chính của đối phương. Hơn nữa cảnh giới so với lão nhân cảnh thứ 9 kim đan cảnh chỉ là cao không thấp. Đáng sợ nhất là vị khách không mời mà đến mang theo kiếm. Một khi là kiếm tu, cho dù chỉ là nguyên anh cảnh phía trên kim đan, sát lực của một vị kiếm tu 10 cảnh có thể nghĩ được. Phù Nam Hoa lại hỏi: lai giả bất thiện sao? Kim đan cảnh lắc đầu nói: không giống lắm. Người nọ thản nhiên đi tới, hoàn toàn không để ý quy củ cấm địa do Phù gia Lão Long Thành lập ra, trực tiếp vượt qua lôi trì trận pháp vô hình, đi đến trước người lão nhân cùng với Phù Nam Hoa. Hai khuỷu tay nam nhân để ngang ở phía sau vỏ kiếm, cười nói: ta tên là Hứa Nhược, đến từ Đại Ly, hôm nay đang làm khách ở nhà ngươi. Phù Nam Hoa giật mình, lúc trước độ thuyền dừng ở Phù Thành, mình không có tư cách nghênh đón phụ thân Phù Huệ cùng với khách quý Đại Ly. Trong gia tộc chỉ có ít ỏi mấy người tiếp giá, Phù Nam Hoa không dám tự cho mình là thông minh ở trong chuyện đại sự như thế này. Nếu phụ thân không muốn hắn lộ diện, khẳng định có thầm ý khác, cũng chỉ đành ngoan ngoãn giả câm giả điếc. Nhưng mà đại danh Hứa Nhược Phù Nam Hoa đã nghe từ rất sớm, không phải là cái gì Đại Ly Hứa Nhược, mà là Mặc Gia Hứa Nhược. Hiện tại sau khi nghe thấy người này tự báo danh hiệu, hắn nhanh chóng áp chế kích động gợn sóng ở trong lòng, lập tức chắp tay hành lễ: Phù Nam Hoa bái kiến kiếm tiên tiền bối. Hứa Nhược cười ôm quyền hoàn lễ. Phù Nam Hoa sau khi đứng thẳng thân, người quay đầu cười nói với kim đan lão già: Sở ra ra, không sao rồi. Chưa từng nghĩ lão nhân sau khi kinh ngạc chắp tay chi lễ, so với tiểu bối Phù Nam Hoa càng thêm thành kính, lại là thật lâu không muốn đứng dậy. Trung thổ thần châu Thúy Vi Sở Thị, Sở Dương con cháu bất hiếu thay gia tộc bái tạ ân cứu mạng của Hứa đại hiệp. Hứa Nhược cười không nổi. Năm xưa tai họa của Thúy Vi Sở Thị, hắn chỉ là đi ngang qua, tùy tay xen vào, thay Sở Thị đỡ một tòa tiên gia sơn thượng, dây dưa không ngớt. Khoát tay nói: không cần khách khí như vậy, ta chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ của Mặc gia. Lão nhân vẫn chưa đứng dậy, run giọng nói: đại ân tức là đại ân, nếu không có Hứa đại hiệp ra tay cứu giúp, Sở Dương sẽ thực sự trở thành chó nhà có tang. Về sau cho dù muốn nhận tổ quy tông cũng trở thành hy vọng xa vời. Hứa đại hiệp chân thành nhiệt tình, tất nhiên là có thể sẽ không để chuyện này ở trong lòng, nhưng mà Sở Dương cũng không dám vong ân phụ nghĩa. Hứa Nhược bất đắc dĩ nói: tâm ý tà lĩnh, người cứ cong lưng thắt lưng như vậy cũng không ra sao cả. Chỉ thấy kim đàn lão nhân tướng mạo so với Hứa Nhược phải lớn hơn một đời, thu hồi đại lễ nọ, nhìn về phía kiếm tiền cường đại có thể đem danh sơn đại xuyên dung nhập kiếm ý kia, cười nói: chưa từng nghĩ có thể gặp được Hứa đại hiệp ở Bảo Bình Châu. Sở Dương ở đây kết mao khô tọa mấy chục năm, chút nghẹn khuất oán khí đối với Phù gia trong đầu, hôm nay xem như là hoàn toàn không còn nữa. Phù Nam Hoa giờ khóc giờ cười. Không hổ là kim đan đệ nhất nhân Lão Long Thành, tính tình thực sự thối, còn không niệm ân tình gì. Ngoài bất đắc dĩ, Phù Nam Hoa lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kim đan Sở Dương năm xưa du lịch đến Lão Long Thành ương ngạnh cỡ nào, bởi vì một chuyện nhỏ cùng một thế gia vọng tộc gia tộc Long Thành nổi lên mâu thuẫn, đánh cho nghiêng trời lệch đất. Một mình Sở Dương lực chiến quần hùng mà không rơi vào hạ phòng, đến cuối cùng vẫn là Phù Huệ tự mình ra tay. Trước tiên tự mình cùng người này đánh một trận, lại ném ra một tòa núi vàng núi bạc, lại cho ra Đăng Long Đài
chỗ phong thủy bảo địa này mới để cho Sở Dương miễn cưỡng trở thành một trong những cung phụng của phù gia. Cho dù phù gia thành tâm thành ý như thế, Sở Dương vẫn nói thẳng cùng phù gia, về sau ân oán gì của phù gia, chỉ cần không liên quan đến tồn vong của gia tộc, Sở Dương hắn cũng sẽ không ra tay. Nếu phù gia ai dám can đảm hiệp ân báo đáp, đừng có trách Sở Dương hắn trở mặt. Cuối cùng phù gia vẫn là nhẫn nhịn gật đầu đáp ứng. Nhưng sao một vị kim đan tu sĩ có hy vọng trở thành đại tiên, giờ khắc này Sở Dương cũng phù Nam Hoa trẻ tuổi đối mặt cao thâm khó lường, tâm tính lại giống y hệt nhau. Phù Nam Hoa đột phát kỳ tưởng, vị mặc gia hào hiệp này có khi nào vào thời điểm gặp gỡ người kia cam tâm tình nguyện tự cho mình là vãn bối, ngẩng đầu mà nhìn. Phù Nam Hoa phát hiện mình căn bản không thể tưởng tượng được một màn đó. Hứa Nhược không nói chuyện phiếm cùng với kim đan lão giả, lập tức đi hướng Đăng Long Đài. Sở Dương đến ý định lên tiếng nhắc nhở cũng không có. Phù Nam Hoa muốn mở miệng nhưng mà nhanh chóng đem những lời này nuốt trở lại trong bụng. Theo lão Long Thành, biển mây chợt hạ xuống, Phù Huệ nhanh chóng quay về nơi đây, xuất hiện bên cạnh Phù Nam Hoa, nhìn Hứa Nhược đăng cao mà lên. Vị thành chủ lão Long Thành này không hề tỏ vẻ không vui, mà là mang theo Phù Nam Hoa trực tiếp trở về thành. Kim đàn lão già cùng với Phù Huệ gật đầu tỏ ý, cũng quay về nhà tranh nơi bờ biển, tiếp tục dốc lòng tu đạo. Phù Huệ yên tâm để Hứa Nhược tiếp cận cô gái chỉ khuê như thế, không đơn giản là tự biết mình không ngăn trở được một vị kiếm tiền nổi danh trung thổ, mà là bởi vì thân phận mặc gia của Hứa Nhược. Mặc gia du hiệp hành tẩu thiên hạ, điều này bản thân nó chính một tấm biển chữ vàng vang leng keng. Hứa Nhược đi đến hơn phân nửa, cô gái đã đi xuống Đăng Long Đài, trang phục tỷ nữ thanh địch thoải mái, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, không còn máu chảy đầy mặt, đôi mắt vàng óng ánh. Hai người gặp nhau ở đường, Hứa Nhược dừng lại bước chân, đi theo cô gái cùng nhau đi xuống dưới, nhẹ giọng nhắc nhở nói: ở trong mắt một số nho gia thánh nhân, người đi lên đài này chính là đang khiêu khích quy củ. Ở trước mặt Hứa Nhược, không biết vì sao cô gái không có đủ loại che giấu như là ở Ly Châu Động Thiên cùng với kinh thành Đại Ly, sắc mặt lạnh như băng. Nếu ta có thể sống sót đi ra khỏi giếng nước kia, còn có thể sống rời khỏi Ly Châu Động Thiên, đã nói rõ chuyện ta còn sống từ lâu đã được thánh nhân bốn phương chấp nhận. Đi hay là không đi lên đài cao này quan trọng sao? Không đợi Hứa Nhược nói gì, Chí Khuê đã tự hỏi tự đáp: ta thấy không quan trọng, không quan trọng chút nào. Hứa Nhược ồ một tiếng, không hề có câu tiếp theo. Cô gái cười nói: năm đó chư tử bách gia, duy chỉ có Mặc gia người. Trong nháy mắt, Hứa Nhược đẩy kiếm ra khỏi vỏ hai tấc, cả tòa Đăng Long Đài đã bị dòng nước của một đại giang vô hình vần quanh bao vây, thành thế lớn đến nỗi một cơn thủy triều nơi biển lớn đang mãnh liệt đụng tới hướng bên bờ cũng tự động thối lui. Kim đàn lão nhân kết mào tu hành đột nhiên mở trừng mắt, lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Cô gái chật chật cười nói: kiếm thuật của ngươi rất cao minh, có thể còn cao hơn nữa, nhưng mà khí phách này thực sự không so được với lão tổ sư Mặc gia các ngươi đó. Hứa Nhược nhíu nhíu mày: cách biệt không xa là được rồi, được một tấc lại muốn tiến một thước không phải là chuyện tốt, nơi này chung quy là hạo nhiên thiên hạ. Cô gái nhắm mắt lại, bĩu môi nói: đúng rồi, ta như thế nào lại không biết, nơi này chính là một di chỉ cổ chiến trường, thi hài đầy đất, chồng chất lên còn cao hơn so với Đại Nhạc Tuệ Sơn nơi trung thổ, máu tươi còn nhiều hơn so với bản thể con nước người đưa tới này. Hứa Nhược dừng lại bước chân, phá lệ có chút tức giận: Tề tiên sinh thư viện Sơn Nhai vốn không dạy ngươi. Cô gái không ngừng bước chân, bước nhẹ nhàng: dạy chứ, hắn thích nhất là thuyết giáo, chỉ là ta không thích nghe. Sau đó Hứa Nhược im lặng đi theo. Trong khoảnh khắc cô gái bước ra khỏi bậc thang cuối cùng, kiếm ý nước sông khi thế mênh mông tiêu tán không còn. Hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục. Hứa Nhược đúc chắc rằng co với Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn vừa mới tẽ thân ngọc phát cảnh, đồng dạng là đẩy kiếm ra khỏi vỏ một chút, lấy kiếm ý núi cao chồng chất đỡ một kiếm của Ngụy Tấn. Nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng có thể nhận ra rõ ràng Hứa Nhược xa xa không có khuynh lực mà làm. Thật ra Hứa Nhược đã rất nhiều năm
không hoàn toàn rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc trước Hồng Trúc Trấn của Vương Triều Đại Ly, Hứa Nhược gặp gỡ nam tử mang mũ trúc kia. Thời điểm hai người uống rượu, Hứa Nhược muốn thỉnh giáo nam nhân một kiếm, nhưng mà người nọ chỉ là cười nói: người không cần tiêu xài tinh khí thần của một vỏ kiếm, tiếp tục gom góp đi. Hứa Nhược lúc ấy đã biết mình cùng người nọ chênh lệch lớn bao nhiêu. Nếu không phải chịu giới hạn trong thân phận môn sinh Mặc gia, Hứa Nhược cũng rất muốn đi hướng kiếm khí trường thành. Kiếm Tiền đứng ở trên đầu tường trường thành, cùng với Kiếm Tiền cửu lục địa của Hạo Nhiên Thiên Hạ, căn bản là hai điều khác nhau. Hứa Nhược như thế nào có thể không tâm thần hướng tới chứ? Bằng không mượn cơ hội này đi đảo Huyền Sơn một chuyến. Hứa Nhược trong lòng khẽ động, cảm thấy tựa như có thể làm. Nhưng mà liếc mắt nhìn bóng lưng cô gái, Hứa Nhược thở dài một tiếng: hay là thôi đi. Vị trước mắt nhìn như là tiểu nha đầu yếu đuối này cũng không phải là đèn sắp hết dầu. Hơn nữa tuổi nàng thật sự không hề nhỏ. Hứa Nhược lại dừng lại bước chân, giống như không có ý hộ tống nàng trở lại phủ ra. Cô gái quay đầu nhìn lại, có chút kỳ quái. Hứa Nhược thủy chung đứng tại chỗ. Cô gái chỉ cho rằng hắn tỏ vẻ bề trên của Kiếm Tiền, không muốn quan tâm mình. Dù sao nàng cũng không quan tâm, nhanh chóng quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng Hứa Nhược dứt khoát xoay người, quay về Đăng Long Đài, đi đến chỗ cao nhất. Nơi này từng là địa điểm đổ bộ của một chân long cuối cùng trên thế gian. Sau đó một đường chạy trốn về hướng bắc, mở ra con đường tẩu long đạo, cuối cùng ngã xuống tại cực bắc Bảo Bình Châu, Vương Triều Đại Ly, không thể vào biển Vượt Châu, đi hướng Cầu Lô Châu. Hứa Nhược không biết lúc này đây, cô gái tự xưng là Vương Chu đã có thể đi thật xa. Độ thuyền Quế Hoa Đảo Phạm Gia hôm nay hoàng hôn sẽ xuất phát. Phạm Nhị đặc biệt chạy tới tiễn đưa Trần Bình An. Sáng sớm tinh mơ, hai người đã cưỡi xe ngựa cùng hướng ngoại thành Lão Long Thành. Trịnh Đại Phong đêm qua để lại một cái túi bao ở ngoài cửa phòng của Trần Bình An, tiện tay ném ở bên kia. Sau đó vị trưởng quầy này không ăn bữa sáng, mặt trời lên cao vẫn vùi đầu ngủ say sưa, hạ quyết tâm muốn có một bữa ngủ cho no mắt. Trong lúc đó không thèm quan tâm Phạm Nhị gõ cửa nói lời từ biệt cùng Trần Bình An. Trong 6 chiếc độ thuyền Vượt Châu của Lão Long Thành, Quế Hoa Đảo không ở cuối con đường cái ngoại thành Tôn Gia kia, mà là ở phía trên một đảo lớn Cô Huyền, nơi hải ngoại phía cực nam. Cần lên thuyền đi hướng đảo thật lớn, cách Long Đầu Lão Long Thành của Bảo Bình Châu lục địa hơn 30 dặm. Dừng thuyền ở bên bờ, sẽ có xe ngựa Phạm gia chờ sẵn. Hai người bạn cùng lứa tuổi ngồi ở trong xe. Phạm Nhị lén lút lấy ra một túi tiền đưa cho Trần Bình An, nhẹ giọng nói: trong nhà quản lý rất chặt, ta không có tiền gì mấy. Trần Bình An, thật không lừa ngươi, cũng không phải là Phạm Nhị ta keo kiệt nha. Mấy viên kim nguyên bảo này đều là tiền mừng tuổi của ta. Cái này là vì tiền ít do một vài trưởng bối quen thuộc vụng trộm đưa cho. Hơn nữa cũng không phải là cái gì sơn thượng thần tiên, tuyết hoa tiền, tiểu thư tiền gì gì đó. Cha mẹ mới có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Một chút tâm ý, người nhất định phải nhận lấy. Còn có hai bình rượu Quế Hoa tiểu nhưỡng, người mang theo uống ở trên đường. Sa Phu Mã Gia Gia giúp ta giấu ở bên trong phương thốn vật quán. Đến Quế Hoa đảo bên kia, hắn sẽ vụng trộm lấy ra đưa cho người. Bởi vì Trịnh tiên sinh đã nói, sau khi Quế Hoa đảo nhà bọn ta rời bến, khẳng định khoản đãi ngươi thật tốt, không có thiếu rượu. Nhưng mà vẫn là câu nói kia thôi, đây là tâm ý của bản thân Phạm Nhị ta, khác nhau chứ? Trần Bình An lắc đầu nói: tiền ta sẽ không cầm, rượu ta chắc chắn nhận. Phạm Nhị bị tổn thương buồn bực: vì sao? Ngươi cũng không phải là cái loại người chê ít tiền, chúng ta là bằng hữu với nhau, không thể làm được tiêu hết thiên kim không chớp mắt sao? Dọc theo đường đi, thật ra ta rất đau lòng khổ sở, đã tích cóp 5-6 năm đó. Trần Bình An nhẹ nhàng đụng đụng đầu vai thiếu niên, đè thấp tiếng nói hỏi: Lão Long Thành có hoa tiểu không? Về sau chúng ta lớn tuổi hơn một chút. Phạm Nhị ánh mắt sáng lên, lập tức đã hiểu: yên tâm, 1-2 năm tới ta lại tích cóp một ít kim nguyên bảo. Trần Bình An nghiêm trang nói: ta có một bằng hữu rất tốt, nói trên đời này rượu uống ngon nhất chính là hoa tiểu. Rượu này nếu chưa uống qua một lần sẽ không xứng là tiểu tiên
Phạm nhị, đến lúc đó chúng ta đi uống rượu nha. Phạm nhị trịnh trọng trả lời. Được. Bên ngoài đảo lớn có thể quan sát Lão Long Thành. Thì ra còn có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo Đình Đài Thái, trên đảo Đình Đài Lầu Các liên miên không dứt, hoa quế khắp núi đồi, hương thơm lưu luyến lòng người. Giữa hai tòa đảo nhỏ, trong biển có một con đường rộng lớn tiếp nối. Phần đông những chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ chỉ có thể dừng ở đầu đường này, nhưng chiếc xe ngựa của hai vị thiếu niên lại có thể nhắm thẳng tới biên độ thuyền Quế Hoa Đảo kia, rước lấy rất nhiều ánh mắt kinh ngạc. Chỉ là sau khi có luyện khí sĩ nhận ra vị sa phu già đánh xe kia thì không còn dám thầm oán điều gì nữa. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Trần Bình An cùng Phạm Nhị đi xuống xe ngựa. Phạm Nhị vẻ mặt đau khổ nói: Trần Bình An, ta sẽ không đưa ngươi lên thuyền. Trong khoảng thời gian này, trộm nhiều quế hoa tiểu nhưỡng của cha ta, vất vả lắm ông ấy mới gạt được đại nương tàng trữ ít rượu, bị ta trộm sạch sẽ không còn gì. Hôm nay trở về chắc chắn sẽ phạt ta tự đi từ đường. Trần Bình An nhanh chóng nói: Ngươi ngàn vạn đừng có ăn bùn đất. Lúc trước lừa ngươi có thể ăn thay cơm, là ta nói giỡn đó. Phạm Nhị ngây ra như phỗng, vẻ mặt khổ sở nói: Đêm qua ta đã đào xong hơn 2 cân giấu ở dưới giường, còn là công cốc sao? Trần Bình An cười hà hà, từ tay lão xà phu mặt mũi hiền lành tiếp nhận 2 bầu rượu, đi giật lùi về hướng Quế Hoa Đào, cười nói với Phạm Nhị: Đi nha. Phạm Nhị gật mạnh đầu, phất tay cáo biệt, giống như nhớ tới một chuyện, la lớn: Trần Bình An, ta cảm thấy cái tên của ngươi rất là hay đấy, giống như là tên của ta. Thời điểm cha mẹ đặt tên thật là có tâm. Trần Bình An mặt tối sầm, xoay người đi lên sơn đạo ở trên đảo. Phạm Nhị có chút đắc ý: Bị ngươi gạt ta, bùn đất có thể ăn thay cơm. Phạm Nhị xoay người cười nói với lão xà phu: Mã già già, đi, trực tiếp đi tới đường nhà ta. Thiếu niên cảm thấy bản thân lần này cực kỳ khí khái dũng cảm, xem ra rượu này uống không uổng công trộm, cả người tràn ngập anh hùng khí. Lão nhân vẫn nhịn cười, y nói: Phạm tiểu tử, cha người nói lần này không cần đi từ đường chịu phạt. Phạm Nhị hai tay ôm đầu, không biết cao hứng hay là ảo não. Lão nhân nhìn thiếu gia nhà mình, lại nhìn thiếu niên dày dơm đã ở trên Quế Hoa Đảo, không biết vì sao tự nhiên cảm thấy hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Trần Bình An đi lên núi, giống như mỗi một bước đi sẽ cách vị cô nương kia gần hơn một bước, cho nên bước chân càng lúc càng như bay. Mãi cho đến khi tới đỉnh Quế Hoa Đảo, nhìn quanh bốn phía, kìm lòng không được mới hít sâu một hơi, sau đó cố ý nghẹn lại khẩu khí này. Bởi vì Trần Bình An đột nhiên nhớ tới lão nhân Trúc Lâu ở sơn nhai có nói một câu: Khi phun ra một hơi này, phải kêu thiên địa biến sắc, phải kêu thần tiên quỳ xuống đất dập đầu, phải kêu thế gian toàn bộ vũ phu cảm thấy ngươi là thương thiên tại thượng. Sau đó Trần Bình An lại nghĩ tới lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc nói một câu: Nếu có một vị cô nương nói với ngươi, Trần Bình An, ngươi là một người tốt, quan hệ giữa hai người xác định chắc chắn thất bại. Trần Bình An nhất thời có phần nhụt chí, vò đầu mãi. Cuối cùng hắn nhớ tới chính mình từng nói một câu: Cha ta họ Trần, mẹ ta cũng họ Trần, cho nên ta tên là Trần Bình An. Trần Bình An ngồi xổm người xuống, bắt đầu uống rượu dài sâu, nhịn không được nói thầm: Trần Bình An, người có phải kẻ ngốc không vậy? Trần Bình An bên hông đeo một mộc bài do cây quế chế thành, mặt chính có khắc một câu nói: Sinh vô minh nguyệt lý, nhân gian thứ đệ khai. Mặt ngược lại là Phạm thị quế khách. Quế khách mà không phải là quý khách cũng rất kỳ quái. Hơn nữa tấm mộc bài gỗ quế Phạm Nhị tự mình đưa cho Trần Bình An này còn đến đút khắc xuống dòng chữ cực nhỏ: Vật của Phạm Nhị. Cái này khẳng định là bút tích của Phạm Nhị. Chỉ có một người vụng trộm giấu 2 cân bùn đất dưới giường mới làm ra được cái loại chuyện như thế này. Ghi chú: Sinh vô minh nguyệt lý, nhân gian thứ đệ khai, là sinh ra trong minh nguyệt,
là ngày có ánh trăng. Mặc dù đại vận chưa tới, nhưng mà chắc chắn sẽ có vận, không cần sốt ruột, từ từ chờ đợi. Hết kỳ chú. Rất nhanh thôi đã có người lộ diện nghênh đón Trần Bình An, thong dong đi tới. Trong lúc đi lại, không hề thể hiện nét xinh đẹp mê người. Là một vị phụ nhân trung niên, tuy dáng người bình thường nhưng mà khí chất lại rất tốt, thanh nhã điềm đạm. Hơn nữa Trần Bình An nhìn khí tượng này, hẳn là một vị luyện khí sĩ trong ngũ cảnh. Nàng tự xưng là một trong những quản sự ở trên danh nghĩa của Quế Hoa Đảo, mỉm cười nói vì tuổi tác lớn hơn rất nhiều. Trần công tử có thể gọi nàng là Quế gì? Quế trong hoa quế. Trần Bình An liền gọi một tiếng Quế gì, nói lần này đi hướng đảo Huyền Sơn, phải phiền Quế gì nhiều. Phụ nhân mỉm cười lắc đầu, bọn ta là người làm ăn, có khách quý lầm môn, chưa bao giờ cảm thấy là chuyện gì phiền toái hết. Nàng chỉ mộc bài bên hông Trần Bình An, giải thích nói, bằng vào quế khách bài chỉ, chủ nhân nhà bọn ta mới có thể đưa ra. Trần công tử ở Quế Hoa Đảo mua đồ vật này nọ đều giảm còn 7/10. Sau đó phụ nhân nhịn không được mà cười lên, càng thêm vài phần vô cùng thân thiết. Phạm tiểu tử nhắn riêng với ta, người làm A-di này, cho nên Trần công tử có thể ở lại càng ngoại lệ, toàn bộ giảm còn 6/10. Trần Bình An tuy gật đầu, nhưng mà ở trong lòng cảm thấy hạ quyết tâm, chỉ cần không phải là vật đặc biệt ưng ý nhất, lần này vượt châu đi xa sẽ không cần mua gì nữa. Dù sao người khác xem người là bằng hữu, người cũng phải xem người khác là bằng hữu. Cho nên giữa bằng hữu chân chính, buôn bán thực sự không phải Trần Bình An am hiểu, bởi vì rất khó đắn đo hòa hậu đúng mực. Phụ nhân Quế Di dẫn Trần Bình An đi tới một đại trạch, nhà cao cửa rộng tên là Quế Cung. Trên đường đi giới thiệu với thiếu niên phong thổ Quế Hoa Đảo, đặc biệt đề cập Quế Hoa Cao cùng với Quế Hoa Tửu, nói nhất định phải nếm thử nhiều. Trong gian nhà biệt lập của Trần Bình An có sẵn, không cần khách khí, chỉ cần nói một tiếng cùng vị tỳ nữ Quế Hoa Tiểu Nương đảm nhận tiểu viện kia. Trần Bình An không cự tuyệt, vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm bên hông, cười nói, ta thích uống rượu. Phụ nhân liếc mắt nhìn chiếc hồ lô rượu màu đỏ thắm, cười cười, vậy thì tốt rồi. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.